Em không có đảm đang, với lại em không có đi thi được trong thành phố. Em sợ phải sợ. Thì gần đây thì em muốn tìm bạn bạn đời, cho nên là em mới làm giấy tờ ly dị vào năm ngoái. Tài chính hay tiền bạc cũng không quan trọng vấn đề đó, nhưng mà cái quan trọng của em á là người phụ nữ phải có đạo đức, phải có cái tâm tốt thì mới đi với em đến đoạn dài được. Thì em sống nặng tình cảm lắm. Xin mời nhà gái. Chào bạn gái. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Rồi chúng ta hãy nghe phần giới thiệu của bạn gái nè. Chào chị Ngọc Lan, chào anh Nguyễn Linh. Xin chào. Chào khán giả trường quay. Em tên là Phùng Thị Trang, quê ở Bình Định. Hiện tại em đang ở quận 9 và em kinh doanh online. Năm nay mình bao nhiêu tuổi? Dạ hôm năm nay em 33 tuổi ạ. Mời em trai. Lời nói đầu tiên em xin phép chào tất cả toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Chào ekip chương trình và anh Cường Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Lan và bạn gái bên kia. Dạ chào bạn. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Văn Hoàng Hải. Em năm nay 34 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại quận 9 luôn. Quận 9 luôn hả? Ôi dạ. Ôi ôi, vậy chung quận luôn. Không chừng hồi kéo rào ra hai bạn. Hỏi đi, hỏi bạn bên đó coi quận ở chỗ nào có gần nhau không? Em ở phường mấy em? Dạ em ở Song Hành á, anh gần đó không ạ? Anh ở Lê Văn Việt chắc cũng gần. Sát bên. Bên đúng không? Bên. Dạ. Vậy là khỏe rồi, có duyên rồi. Tôi nghi hai ha. Bạn này mở rào ra cái thì biết nhau quá à. Khi gặp luôn. Em trai làm gì ở Lê Văn Việt vậy? Dạ em làm bên sửa chữa ô tô anh. Em là sửa chữa luôn đúng không? Dạ. Ui, nghề này ngon hot nha. Khương mãi không? Em khương mãi. Khương mãi ha. Dạ. Rồi bạn gái mình có ưu điểm gì nè? Dạ em có ưu điểm là em hòa đồng, vui vẻ và có thể bắt chuyện với người lạ. Và em biết quan tâm yêu thương người bên cạnh và yêu thương ba mẹ của mình. Nhược điểm của em là em nóng tính nhưng mà em có thể kiềm chế được. Em không có đảm đang, với lại em không có đi thi được trong thành phố. Em sợ phải sợ. Dạ em không biết đường, với lại nó mất thời gian của em quá. Chứ bình thường em di chuyển bằng gì? Dạ em đi Grab. Trời ơi. Thôi hy vọng là sau chương trình này em sẽ có người đưa đón em đi. Dạ em cảm ơn. Bên đây ta sửa xe, ta mượn xe, ta lấy xe, ta đưa đi có gì đâu. Nhiều khi ta có xe rồi chưa biết nữa. Ha em trai ha. Dạ. Rồi bây giờ em cho nhà gái biết là ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ ưu điểm của em là người rất là mạnh mẽ và em có tính tự lập từ nhỏ. Làm cao đó. Tức là em có thể tự nấu cơm hay là giặt đồ hay là mọi vấn đề tốt. Cuộc sống là tự em tự túc hết. Tốt. Mình nói chút xíu đường tình duyên của mình đi cho nhà gái nghe đi. Từ thời trẻ giờ em ít có mối quan hệ yêu đương lắm. Vì hồi đó hồi thanh niên 21 em có quen mối tình. Em quen cả năm á. Thì thời đó em còn vô tư lắm, thanh niên. Ít có quan tâm đến bạn gái á. Với là cũng chỉ lo đi học nghề làm vậy thôi chứ không có bận đâu, chưa có sự nghiệp tiền bạc gì, vì nhà em cũng nghèo. Thì thấy không hợp quan điểm thì thôi bạn chia tay. Thì em làm tới 2015 em quen là em có một lần đổ vợ rồi. Đổ vợ lần em có gia đình rồi. Dạ. Em quen một người đó, vợ cũ em. Năm rồi tới 2016 thì đám cưới. Thì hồi đó theo em quan điểm thì người ta hay nói là yêu đương loạn quạng á, cũng phải là lớn cũng phải là nhỏ. Nếu mà cái sự cố gắng mà của em và vợ cũ em, nếu mà hai người cùng cố gắng thì có thể xây dựng nó lên bậc cao hơn được. Nhưng mà vì yêu đương, tình cảm nó chưa đứng lớn, mọi người cứ lơi vậy rồi. Quen nhau bao lâu thì cưới? Cũng một năm anh. Một năm rồi ở nhau bao lâu? 4-5 năm á. 4-5 năm. Dạ. Có mấy cháu rồi? Em có một cháu 4 tuổi thôi. Trai hay gái? Dạ con gái. Vậy thì cuối cùng là tình yêu không đủ lớn để có thể giữ lại cái cuộc hôn nhân đó đúng không? Dạ đúng rồi. Em nghĩ là vậy nguyên nhân đó. Rồi hai vợ chồng ly hôn lâu chưa? Em ly hôn năm 2020. 20, năm nay 2 năm rồi. Dạ. Rồi con ai nuôi? Con thì còn nhỏ ở với mẹ. Ở với mẹ. Rồi đó là cái tình trạng của bên nhà trai đó. Rồi vậy thì đường tình duyên của mình như thế nào? Dạ đường tình duyên của em thì em trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời sinh viên cũng không có gì cả. Thì mối tình thứ hai của em là người chồng của em cưới năm cuối 2013, đầu 2014. Và cưới khoảng vài ngày tới ngày Tết là có chuyện nên là sau đó ly thân trong một thời gian dài là 5-6 năm rồi thì em mới bắt đầu ly dị. Nhưng tại vì là em nghĩ là em không có đi bước nữa cho nên em bỏ luôn, em không có làm giấy tờ. Thì gần đây thì em muốn tìm bạn bạn đời cho nên là em mới làm giấy tờ ly dị vào năm ngoái.
Ồ, sao mà nó trung chuyên quá vậy em? Bên sao kia vậy? Cũng đã ly hôn. Dạ, thì chắc là anh còn ăn chơi á. À, em có em bé không? Dạ, em có bé được gần 9 tuổi rồi chị. Rồi về nhà gái sống với ai? Dạ, bé sống với em nhưng mà em bận công việc nên em gửi ngoại. À. Dạ. Thôi, hai người coi như là mỗi người đã lỡ một chuyến đò. Thôi giờ mình kiếm chiếc đò nào mình đi chung cho nó chắc chắn chút xíu nha. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào để em nói cho chị biết coi. Dạ, hình mẫu lý tưởng của em thì em cũng không có một tiêu chuẩn gì cả. Nhưng mà là người đó là dễ nhìn một xíu. Em cũng không cần cao hay thấp. Nhưng mà em cần người ta là biết yêu thương người bên cạnh này, biết bao dung với một người phụ nữ đơn thân này, và có công việc ổn định, biết chăm lo cho gia đình, yêu thương bản thân để mà yêu thương người bên cạnh nhiều hơn. Với lại là bạn ấy lãng mạn một xíu, tại vì em không thích người khô khan. Yêu thương, bao dung, lãng mạn chút được không em trai? Rồi, em lãng mạn lắm hả? Rồi. Có điều gì em không thích ở đàn ông không? Dạ, em không thích hút thuốc, nhậu nhẹt. Nhậu thì cũng được nhưng mà đừng có quá lắm. Hút thuốc có không? Có hút thuốc anh. Có hả? Nhiều không? Cũng ngày cũng nửa gói. Giờ bỏ được không? Hiện tại thì em chưa có suy nghĩ là bỏ nó. Nhưng mà sau này thì mình hơi tùy vào cái trường hợp. Ví dụ như thời điểm hồi xưa em có con em cũng bỏ. Mình hút thì nó ảnh hưởng thì em không hút nữa. Đúng rồi, giờ mai mốt ví dụ như có vợ mà không chịu được phải bỏ đó. Dạ. Rồi mình muốn tìm một nửa của mình như thế nào? Cái người phụ nữ của em á, là em muốn gắn bó lâu dài. Là về ngoại hình em không quan trọng, về học vấn em không quan trọng, tài chính hay tiền bạc cũng không quan trọng vấn đề đó. Nhưng mà cái quan trọng của em á, là người phụ nữ phải có đạo đức, phải có cái tâm tốt thì mới đi với em đến đoạn dài được. Thì em sống nặng tình cảm lắm. Rồi, để anh chúc coi hai bạn gặp nhau coi thế nào thôi. Chứ tôi thấy bạn gái rất là xinh luôn đó nha. Chào nhà trai. Thí dụ như bây giờ muốn tái hôn á. Dạ. Thì em có muốn liền không? Năm, hai năm có tiêu chí gì không? Dạ, em muốn trong năm nay. Tại vì là em thấy dần ngọ tốt tam hợp thì em thấy em hợp với năm nay. Năm nay. Năm nay đó mình có nhắm được không? Quan điểm của em thì ví dụ mà 2 tháng sau vẫn được, hoặc là 2 năm sau cũng được, nhưng mà nó tùy vào cái tình cảm của hai người, với sự hiểu biết á, mà mình cảm thấy nó chín chắn. Anh bảo đảm em gặp cô gái là có tình cảm ngay. Như em một lần với bạn kia cũng một lần rồi, cho nên em thực sự là để mà chia tay một cuộc hôn nhân nó đau đớn chứ. Cho nên là em không muốn mà nó xảy ra thêm một lần nữa. Nên em muốn phải. Đúng rồi. Mình phải thấu hiểu được. Bạn trai suy nghĩ như vậy cũng tốt. Lỡ một lần rồi không muốn có lần nào nữa, lần này phải chắc chắn luôn. Đó. Vậy là bạn đó cũng gọi là chững chạc rồi đó. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Em bạn trai đi với ai cơ? Em đi một mình. Mình đi với ai em? Dạ em đi một mình. Một mình luôn đúng không? Mình mở rào cho đúng hai rồi. Bạn gặp thôi. Mở rào. Anh nghĩ là các bạn đủ để các bạn có thể quyết định cuộc đời của mình rồi đó. Ha. Nào, bắt đầu đi. Dạ, cảm ơn. Em có một món quà tặng anh, đây là cái máy rửa mặt. Em muốn anh lúc nào cũng sạch sẽ và trái tim em cũng lúc nào cũng màu hồng như vậy. Cảm ơn. Dạ. Bây giờ mình đối diện với nhau, mình nói chuyện đi nào. Cảm nhận về nhau như thế nào? Thì nói chung là bận nữ thì em mới gặp thế cũng xinh. Mà em nói ở Bình Định, em ở huyện nào? Em ở huyện Hoài Nhơn. Có cái trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Trong chương trình anh không ghi là muốn quen bạn gái hoặc người ở Bình Định, nhưng thực sự trong lòng anh rất thích Bình Định. Anh là người gốc ở đâu ạ? Anh gốc ở ba mẹ ở Huế nhưng anh sinh ra ở Bình Phước á. À dạ, vì sao anh thích người phụ nữ Bình Định? Thì anh có mối duyên là anh có những người bạn ngoài Bình Định á. Dạ. Ngày xưa anh ra anh mở quán cà phê ngoài Quy Nhơn á. Dạ. Để ở ngoài đó anh thấy cái con người vào đó, người ta trong là quá chất phác mà quá hiền, thấy dễ thương quá. Đúng rồi, người Bình Định thật thà chất phác, Bình Định tốt lắm em ơi. Mà người ta thẳng anh tính lắm. Anh cũng rất mê Bình Định. Rất là thẳng tính. Nếu như em thích độc lập, em thích tự do, em không muốn làm dâu thì sao ạ? Thì đối với anh thì cái đó cũng bình thường, cũng được. Tại vì anh cũng ở Sài Gòn, anh lập nghiệp ở đây. Dạ. Có một mình à. Ba mẹ anh đang ở Huế hay sao ạ? Đang ở Bình Phước, mẹ anh ở Bình Phước. À. Thì anh cũng không có xác định về Bình Phước ở, cho nên là nói chung mọi người ai mà lấy anh thì cũng chỉ ở với anh thôi. Anh có điều gì muốn hỏi em không? Quan điểm của em về cái cuộc hôn nhân á, về tình yêu mà sắp tới nè. Ví dụ như em với anh mà ví dụ có quen lâu dài hay kết hôn, thì quan điểm của em là mình làm như thế nào để mình xây dựng cái hôn nhân nó bền vững được. Em không có nói chuẩn về cái quan điểm của em, nhưng mà em muốn là một người đàn ông của em biết yêu thương, biết bao dung, lãng mạn, cho em không có muốn người khô khan,
Nói chung nhà này phải có nắp. Nói chung nhà này phải có nắp. Có rộng cái nắp như thế nào mới được? Em không biết cái nắp đối với anh là như thế nào, chứ đối với em là cái nắp của em nó hơi bị cao. Mà cái nắp đó là ai? Ai là nắp? Dạ em chứ. À, tôi thấy ông Mai từ bên đó hơi e dè đúng không? Thật ra thì chị chia sẻ với em như thế này nè. Cái câu chuyện mà hai bạn sẽ tìm hiểu nhau đó, nó sẽ là nằm ở cái thời gian nó lâu dài ở phía sau này nữa, chứ không phải là ở trên sân khấu này. Trên sân khấu này chúng ta chỉ có thể nói với nhau sơ bộ về tính cách của nhau thôi, để coi chúng ta có bấm nút hay không. Chị nghĩ nếu như em muốn có một cái gia đình mà nó như em mong muốn, em muốn có một cái cuộc sống nó bình yên á, thì mình nên hạ cái tôi mình xuống một tí xíu để nó hòa nhập với những cái người chung quanh mình nữa. Bây giờ thế này, em muốn gì, em suy nghĩ gì về người đối diện của em, em phải bước tới em nói điều đó, rồi nói cho người ấy biết suy nghĩ của mình, nắm tay bạn ấy, mạnh mẽ lên nào, lãng mạn lên nào, bạn ấy thích lãng mạn đó. Thì anh chỉ muốn nói với em vậy nè, mình đến cái chương trình này là nó có là cái duyên rồi, còn mình mà để mà mình đi đến được với nhau hay không á, người ta hay kêu là cái phận, nhưng mà theo anh không, đó không phải là phận, đó là sự cố gắng của hai người. Muốn đến được 10 năm thì mình cố gắng nhiều đó, mình đến 50 năm mới cố gắng nhiều hơn nữa. Thì anh hy vọng là trong chương trình này nó ngắn một cái thời gian lắm, thì mình cho nhau cơ hội mình tìm hiểu, và biết đâu lỡ sau này anh đưa em vào một cái ngôi nhà mà nó hạnh phúc nhất thì sao. Hay. Không thể nào biết trước được, nhưng mình phải cho mình một cơ hội, nếu lỡ mình để vụt mất thì nó cũng phí cơ hội đời mình. Đúng. Thì anh hy vọng là vậy. Dạ, hát một bài cho lãng mạn nào. Em thích một người đàn ông hát hay nên anh cứ hát hay đi, lỡ đó anh làm đổ em thì sao. Đó, anh sẽ hát một đoạn bài có khúc buồn của anh đi. Hãy tay anh ôm xương rồng rất đau. Buồn quá, buồn rồi. Đôi vai anh mang nỗi buồn rất lâu. Chân anh lang thang kiếm em ở khắp chốn, nước mắt trào biết em giờ ở nơi đâu. Đôi khi cô đơn siết ngăn từng cơn em hơi, đôi bao nước mắt để được bình yên bên em. Sau bao lâu quen tối nay mình anh lê bước, anh ước gì cánh tay mình đừng buông ra. Hay mà, mình chưa hết. Hát hay đấy. Cái gì cánh tay mình đừng buông ra mà không chịu ôm người ta một cái. Thật ra thế này, anh thấy bạn trai cũng là một người chân thành ha? Bạn trai cũng là một người quyết liệt, một người có thể đủ bờ vai để chúng ta nương tựa. Hai người suy nghĩ cho nó kỹ, bởi chúng ta đã đổ vỡ một lần rồi. Để tay mình nút bấm, quyết định bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Khi chúng ta bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với quyết định của mình, có trách nhiệm với nút bấm đó. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, xem. Em gái không bấm, tại sao vậy em? Dạ em chưa đủ tuổi tin với mối tình này. Ra người ta đã bị một lần tổn thương rồi, họ không muốn bị tổn thương nữa, nên họ có thể làm những cái rào cản xung quanh mình rất là kỹ. Em có quá nhiều rào cản cho chính bản thân của em. Trong cái câu chuyện em chia sẻ, những cái suy nghĩ của em chia sẻ, chị nhận thấy được điều đó. Cuộc sống còn rất là nhiều người có thể hợp với em. Dạ. Hôm nay trên sóng truyền hình sẽ có hàng triệu người xem, biết đâu họ sẽ bấm cái nút đó cho em. Dạ. Liên lạc với chương trình, không sao đâu. Dạ. Có rất nhiều cô gái cũng sẽ bấm nút cho em, bởi vì em cũng là người đàn ông mạnh mẽ, nhưng cố gắng mình thể hiện ra bên ngoài chút xíu. Anh tin rằng em sẽ làm được điều đó. Yeah. Một chàng trai cũng mạnh mẽ lắm nha. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép.
chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bếp từ Toshiba IC20S4BV, mặt kính 2000 Đức, cao cấp chịu lực 150 kg, chịu nhiệt 600 độ C, điều khiển cảm ứng trực tiếp, mâm nhiệt cao cấp, hiệu suất cao, thiết kế chống thấm hoàn hảo, tặng nồi lẩu inox cao cấp 2 lớp. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau, nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà. Chúc hai bạn sớm gặp lại nhau. Còn giờ thì thôi, mỗi người một ngày. Đi đường này. Thưa quý vị, một chút nuối tiếc ở cặp đôi thứ hai, nhưng mà không sao. Tôi nghĩ rằng các bạn có đầy đủ kinh nghiệm để các bạn có thể tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Chúc tất cả chúng ta thật nhiều hạnh phúc và thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Có người yêu cũ không? Không. Chưa quen ai luôn? Có, em có quen. Có quen mà phải có người yêu cũ chứ. Giờ bỏ lâu rồi, sao hai mấy năm rồi đó. Trời ơi. Sao mà cũ nữa. Quá cũ rồi. Quá cũ sàn luôn. Rồi em quan tâm chăm sóc ok kỹ càng luôn. Không thì không? Em chăm sóc cái gì, chăm sóc chiếc xe của em vậy đó. Trời ơi trời. Có người sắp đi rửa hoài vậy hả? Em bóng rửa mà. Em kỹ lắm. Lý do tại sao nhiều hoài vậy? Em muốn bạn gái em hiền. Búp bê đại diện cho cái hiền. Dạ em xinh đẹp. Anh tặng chiếc xe nè. Em chịu ngồi trong đây anh chở em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Mời nhà trai. Rồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ em là tên là Bành Minh Quân. Năm nay em 42 tuổi. Hiện em đang làm chạy xe cho công ty nhà em. Công ty nhà luôn hả? Dạ. Chạy xe 16 chỗ, 26, 50 hay là xe 4 chỗ? Dạ xe 7 chỗ đến 16 chỗ. À, tức là nhà em là kinh doanh dịch vụ cho thuê xe đúng không? Dạ đúng. À rồi. Dạ, mời nhà gái. Nhà gái nè. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan cùng toàn thể quý vị khán giả trong khán đài. Dạ em tên là Nguyễn Ánh Lan. Em năm nay 36 tuổi, em làm nhân viên văn phòng. Quê em thì ở Bà Rịa Vũng Tàu. Em sống và làm việc ở quận 9. Quân có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm của em là em siêng năng lắm. Với lại cái tính em nó kỹ, sạch sẽ, gọn gàng, em thích vậy. Em có biết chút về ngành y. Ngành y nữa? Dạ. Ủa đó em học gì mà làm ngành y, biết ngành y? Đó em học y sĩ với điều dưỡng nè. À vậy hả? Rồi ra làm có thực làm có, bệnh viện không? Làm 2-3 năm rồi. À rồi sau đó mới về gia đình làm riêng đúng không? Dạ, nhà công việc nhiều quá, về hỗ trợ nhà, không có thời gian làm trong. Rồi vậy là có kinh nghiệm chăm sóc con cái, vợ con rồi ha. Ngon ngon đó, ngon đúng không? Ngon. Hiện nay thì em ở nhà với ai? À, em sống với ba mẹ với lại bà chị nè. Ba mẹ là bao nhiêu tuổi rồi? À, mẹ em là 69, ba em 68 ạ. À. Rồi. Vậy là lấy vợ về có phải lập dâu không hay là có cho ra riêng? Chị em có căn hộ á. À. Cho em nửa căn rồi. Còn nửa căn em đang chạy, em làm em góp. Em lấy căn hộ đó. Lấy căn hộ riêng không? Còn nhà thì em ở chung với cha mẹ em thì cũng được luôn. Rồi. Ở đâu cũng được mà. Chị cho căn hộ thì trả được nửa. Còn nửa là em lo. Dạ đúng rồi. Rồi vậy là chạy từ đây tới cuối năm là trả hết luôn. Làm tổ ấm cho riêng mình. Gần hết rồi. Gần hết luôn hả? Trời giỏi quá. Trời ơi, nhà trai khỏe, có căn hộ gần trả hết rồi đó. Mà nãy giờ nghe toàn ưu điểm luôn nha, chưa thấy nghe khuyết điểm vậy. Khuyết điểm em thì em có hút thuốc á. Với lại em có cái tính em cũng hay quên trước quên sau. Giờ bỏ thuốc được không? Bỏ hả? Bạn nó làm động lực cho em bỏ được á. Được luôn. Mời nhà gái. Mời nhà gái nói về ưu điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em thì em chịu khó với lại nhiệt tình. Về nấu ăn thì cũng biết chút chút, tại vì chỉ nấu ăn những món ăn trong gia đình thôi. Còn cái khuyết điểm của em á, giống như là hơi khó tính một xíu. Tại vì giống như là em của em thì nói là chắc là chị già rồi nên khó tính á. Giống như là chị chưa chồng nên là khó tính. Nhưng mà em cũng thấy là
cũng không đến nỗi như vậy. Tại vì nói thì nói vậy thôi, nhưng mà em nghĩ là có những cái đúng hoặc là cái những cái ấy thì mình cũng không có rạch ròi gì quá. Dạ. Ai nói mình già? Ta còn mơn mởn dễ thương vậy mà kêu già? Đừng có nói già, đừng chạm người đó. Đó mới già nè. Hả? Đó. Đừng có nói nha, tôi chưa già. Dạ. Ở đây là đừng nói chuyện già hay là còn trẻ gì, chỉ nói là người lớn tuổi thôi. Sống lâu năm. Dạ. Đây mới có chút xíu à, trẻ măng à. Dạ em cảm ơn anh Quỳnh Linh. Rồi bây giờ mình khó tính vậy rồi mình bao nhiêu mối tình rồi? Em chính thức thì cũng chắc 2-3 mối á chị, mà cũng không đi đến đâu hết. Tại vì em thấy là mình cũng chân thành với người ta, nhưng mà toàn bị người ta là giống như là không chân thành lại với mình không à. Bạn trai em quen á thì lúc đầu cũng chân thành lắm, nhưng mà lúc sau thì quen xong rồi em mới phát hiện là bạn cũng lăng nhăng á, hoặc là bị người yêu cũ rồi quay lại rồi quan tâm á, thì em không có chịu điều đó. Lo điều đó đúng không? Rồi tôi hỏi bên đây có người yêu cũ không? Có người yêu cũ không? Không. Chưa quen ai luôn. Có em có quen. Có quen là phải có người yêu cũ chứ. Giờ bỏ lâu rồi, sao 2 mấy năm rồi đó. Trời ơi. Sao mà cũ nữa. Quá cũ rồi. Quá cũ sàn luôn. Ủa sao mà chia tay 2 mấy năm luôn á hả? Em quen lúc 18 tuổi á. Đến giờ em 42 nè, em chưa quen ai luôn á. Vậy đó hả? Quen mấy năm? Dạ, quen 2 năm tính ra trường cưới. Quen 2 năm mà sao không cưới người ta? Nhà gái đâu có chịu. Sao vậy? Em đậu Phật, rồi bắt em theo đạo á. Ừ. Rồi em nói hồi đạo này nó giữ đi, mà bên nhà gái khó tính quá. Rồi lại giờ chia tay 20 mấy năm. Chia tay luôn. 20 mấy năm trời không quen thêm một người nào hết. Đi bộ đội thì sao quen, có gái đâu mà quen. Hợp lý. Em học ngành y vô bộ đội mà. Rồi về em mới học thêm. Dễ thương quá à. Là nhà gái rất là dễ thương nha. Nhà gái tôi nhìn rồi. Dạ dạ. Số 1 luôn đó. Quan trọng cho anh đó. Quan trọng nha anh đúng không? Bên kia trong trắng luôn á. Có mối tình chia 2 mấy năm. Cũ quá cũ luôn. Quên luôn. Không có chuyện người yêu cũ, người yêu mới rồi. Mà rất là dễ thương, nãy giờ em nghe nói thấy dễ thương không? Dạ, em nghe anh chia sẻ thì cũng rất là chân tình. Anh, bây giờ nè, mình muốn có một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Em muốn có một người yêu là trước tiên là anh ấy là phải chân thành, với lại biết quan tâm chăm sóc gia đình, không có gia trưởng. Anh chân thành lắm, không có gia trưởng luôn. Phải có một mối quan hệ nghiêm túc, không có bắt cá anh. Bắt gì ta, 2 mấy năm không có ai chứ mà bắt cái gì mà bắt. Yên tâm, còn gì nữa không? Có cái gì mà em không, em ghét luôn, em ghét ở đàn ông không? Ừ. Dạ là giống như là tính lăng nhăng thôi á chị. Dạ, với lại cái lăng nhăng tâm là... nữa. À, vô tâm thì để hỏi lại nha. Không, em ngành y em tâm em có, tâm em tâm đức em có. Cái tâm đức đó là khác, còn này mình quan tâm với cho tâm, bạn gái mình là khác. Rồi em quan tâm chăm sóc ok kỹ càng luôn. Không biết không? Em chăm sóc cái gì, chăm sóc chiếc xe của em vậy đó. Trời ơi trời. Có là sắp đi rửa hoài vậy hả? Em bóng lưỡng à. Em kỹ lắm. Anh là khóa nhà trai của anh luôn rồi đó. Dạ. Con bấm tôi bấm á, tôi nói trước. Bà không bấm tôi bấm được không? Dạ. Mấy con gà quả bị quýnh à. Ai đâu quýnh? Ai biết đâu nhiều người thích chi sao? Thôi thôi đừng xúi. Bà mối thì... xúi dại không? Làm mối rồi dành mối. Không có cười quá. Dễ thương á. Có duyên lắm đó nha. Mình đi với ai? Dạ em đi với dì của em. Dì à? Dì ruột? Dì Út dạ, hả? Dạ, chào gì? Dạ chào gì? Xin chào Linh, chào Ngọc Lan. Dạ. Chào quý vị khán giả. Dốt thấy nhà trai sao Dốt? Mình nhìn bên ngoài thì thấy em cũng dễ thương, cũng vui vẻ đó. Bé Loan này nè, tính nó chân thành lắm. Mà nó cũng hơi khó tính đó là nó không có giống như người ta, đụng ai cũng quen. Là thấy không được là dù người đó có thích nó cũng lơ à. Nếu như mà hai người cho nhau cơ hội đi rồi ví dụ như bây giờ nhấn nút đi, từ từ tìm hiểu, thì cái đó em nghĩ là sau này nếu như mà hợp tiến tới nó cũng hay. Cần sự quyết định là giữa bé Loan với anh. Rồi. Cảm ơn Vũ. Đi với ai? Đi với mẹ với chị em á. Con xin kính chào hội MC Quyền Linh và Ngọc Lan, những người con hâm mộ nhất. Lúc nào cũng coi chương trình Quyền Linh mà thương Quyền Linh lắm. Cảm ơn nha. Thì bây giờ nay cũng 42 tuổi rồi mà thấy không có quen ai hết á, rồi cô xử chết không ai cưới nó, rồi xong bắt đầu là cô đăng ký đó. Ủa vậy đó hả? Bây giờ nhà thì nói chung là cũng cô cũng lo đầy đủ hết rồi. Dạ. Bây giờ thiếu một cô con dâu nữa thôi. Nếu hôm nay á mà bạn gái bên đây thì cô thấy cũng được,
xem xét cho kỹ thì bấm nút đi rồi cho một cơ hội, cô tạo điều kiện hết cho. Hay quá. Cô nhà cô còn con trai hết rồi, có mình nó thôi mà. Trời giờ nó chưa có đám cưới, cô rầu cũng chết vậy nè. Nhờ chương trình này làm cầu nối mà cho nó có gia đình ổn định á. Cô thí dụ chút bên đây không bấm nút thì con bấm được không cô? Cô nhảy lên cô bấm luôn. Nhà cô thì có phòng vé, có gì nếu mà kế toán thì về làm phòng vé nhà cô luôn. Trời ơi, ngon lành. Phòng vé máy bay cấp 1 á. Rồi, cảm ơn cô. Quân muốn người yêu của mình như thế nào? Em hả? Đơn giản lắm. Cái nhất là sống phải có đạo đức là được. Rồi, gì nữa? Nói chung là kỹ, sạch sẽ đó. Vậy thôi là đủ rồi đó. Vậy thôi đó hả? Còn nấu cơm, nấu nước rồi này kia. Em bộ đội em nấu được rồi. Giặt quần giặt áo cho con cái thì được. Trời, bộ đội làm hết được đó. Hết được luôn đúng không? Hồi đó em đi mấy năm trời em làm không chứ ai làm cho em đâu. Đúng rồi. Cao thấp mập ốm gì không? Em 1m8. Bé đó 1m5 trở lại được rồi. Được. Nhà gái hơi bị xinh luôn á nha. Dạ xinh lắm. Dạ vậy hả? Vậy ngon quá đã. Rồi bây giờ mình mở rào nha. Mở rào. Tiến tới luôn. Ôm mình bông tới. Cầu hôn luôn. Tiến tới cầu hôn luôn, hôn cái chóc luôn. Thôi đi. Anh dạ. Em bông. Em đừng cầm dơ lắm. Để anh cầm luôn. Bên đây dạ. À, bên đây, bên đây à. Cảm ơn anh. Đầu tiên gặp là thấy có cảm tình. Em đừng cầm nó dơ, để anh cầm luôn cho. Dạ em tặng. Có món quà tặng anh. Anh cảm ơn em nha. Mở mở có gì Quân? Dạ. Dạ ở trong này thì cũng có nước sâm với lại uống cho sức khỏe thôi. Với lại em có một cuốn sách là à. Nó có tựa đề cũng rất là hay. Mình buồn đủ rồi, mình hạnh phúc thôi. Nên rồi, em cũng anh sẽ đọc, dạ. Anh sẽ đọc hết luôn. Em cảm ơn anh. Rồi, để dạ, dạ, đây. Rồi, bây giờ quay ghế ngồi tâm sự đi ha. Em cũng muốn hỏi anh là anh cũng nói anh ở Thủ Đức vì anh ở nhà anh ở khúc nào á? Anh ở ngay chỗ khu lịch Suối Tiên. À khu lịch Suối Tiên. Mà đi xuống khoảng 2 cây nha. À vậy là ở phía sau cái khúc đường Hoàng Hữu Nam đi xuống cái đúng gần rồi, bệnh đúng viện đó. Mới á. Đúng rồi. Em cũng ở gần đó. Vậy hả? Tại vì em làm trong khu công nghệ cao á. Ở khu công nghệ cao hả? Dạ, sáng rồi. Mới đi ngang bên đường đó có phiên trường. Dạ. Anh hỏi em đi, em cũng đang hồi hộp. Em dự định bao nhiêu lâu em kết hôn á? Dạ em thấy là cái vấn đề này thì giống như hai người quen tìm hiểu nhau, nếu mà hợp á, thì em nghĩ là cỡ tầm 6 tháng trở lên. Với lại em cũng nghĩ là thời gian cũng không có quan trọng vấn đề đó, quan trọng là mình hiểu rồi xong mình hợp thì mình tiến tới hôn nhân thôi. Dạ anh thấy em sao anh vậy à? Dạ anh thấy em sao ạ? À? Có giống như cái mẫu người mà giống như anh nghĩ là anh sẽ gặp trong hôm nay hay không á? Cái mẫu người anh, dạ. Anh đăng ký là mẫu người giống mẹ anh đó. À, em cũng cái mặt cũng giống kìa. Chứ anh đâu có đăng ký giống ai đâu. Nhưng mà ý là thấy người ta có... Thấy được, xinh đẹp rồi kia nè. Mình thích không? Thích rồi. Dạ. Ở giờ có làm dâu không? À, vậy em thích ở đâu? Ở nhà hay là ở Cần Hộ? Dạ em nghĩ là không làm dâu được. Mình giống như là mình, em không nghĩ là giống như con dâu với mẹ chồng. Nếu như mà con dâu đối xử tốt với mẹ chồng thì mẹ chồng đối xử tốt, rồi mẹ chồng cũng sẽ đối xử tốt với con dâu thôi. Dạ. Em không có ngại điều đó. Dạ. Dạ. Nhưng mà quan trọng là mình biết cách cư xử với nhau, cách sống với nhau là được. Dạ, ở với mẹ chồng lo hết. Con cái có mẹ dạ. Chồng ấy bà nội thấy lo luôn. Bây giờ nè, tiến tới nắm tay. Nắm tay em còn búp bê cạnh nữa kìa. Còn nữa hả? Còn búp bê. Vô lấy đi. Còn quà nữa hả? Đâu rồi? Lý do tại sao nhiều quà vậy? Em muốn bạn gái em hiền. Búp bê đại diện cho cái hiền. Dạ em cảm ơn. Xinh đẹp. Anh tặng chiếc xe nè. Em chịu ngồi trong đây anh chở em. À. Dạ em cảm ơn anh ạ. Chú đáo chưa? Đứng đó hát bài cho tặng gái luôn. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em lòng say suốt đời. Anh bờ quặn đẹp trai dễ thương và con tim rất chung tình. Yeah. Gặp nhau hôm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Yeah, yeah. Mình yêu nhau đi đừng ngại chi em ơi, yêu anh nhé. Người em yêu hỡi, em có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho em đó. Người em yêu hỡi, mơ ước chi xa xôi
Em biết không em ơi, I love you. Được quá Quân, được. Trời ơi, dễ thương quá. Rồi, tới em gái hát đi. Đáp lại liền em. Mình đâu để mình lép vế như vậy em. Em cũng hát không có hay nhưng mà thôi, anh nghe là được. Đến rồi, chương trình nghe thì được rồi. Em cũng hát một một xíu hơi dành cho khán giả trong trường quay, cũng như là nhảy em đâu biết nhảy nhiều đâu. Trời, các bạn hát. Miền Cần Thơ gáo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đông Tháp ruộng lúa thơm bông, yêu tình yêu thấm duyên mặn nồng. Hey. Ai qua Tiền Giang xuống Pha Mỹ Thuận, hey. Ai đi Hậu Giang bến Bắc Cần Thơ, no. Đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang, hết chưa em, hết chưa em. Về Sa Đéc hay là về An Giang. Hay quá. Em mà hát xíu nữa anh xẻo đi luôn. Nhảy mạnh lắm chứ. Trời ơi, mà dễ thương quá. Em về nhà em vui cười, em có chèo luôn á. Bây giờ nè anh hỏi nè. Dạ. Thật ra em có rung động trước cô gái này không? Giờ bất mạnh anh biết liền. Nó đập 100 mấy rồi đó. Lên quá rồi ha. Đó. Dạ. Thôi được rồi, về đi. Vậy là mình thể hiện đủ cái bản lĩnh của người đàn ông rồi đó. Còn tùy bạn gái quyết định thôi. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng. Chúc mừng em. Chính thức, đó, nắm tay nhau đi, chính thức rồi. Mình chính thức hẹn hò với nhau rồi. Hả? À, nắm tay em cái nha. Đó, vậy đó, đang tay vô. 20 mấy năm rồi, chưa nắm tay phụ nữ. Mình cảm giác sao Quân? Lâu lắm rồi, cái mình không có quen ai á. Giờ tự nhiên thấy có người bạn gái kế bên, tự nhiên nó thấy nó có cái sức sống gì, hiểu không? Hỏi với má đi. Con dâu má nè, thấy không? À, mẹ cũng chúc mừng hai con. Nhờ chương trình làm một cái cầu nối á, thì cho con hết ế, bốn mấy tuổi ế quá rồi. Mẹ mắc cỡ. Bây giờ có gì rồi mẹ rất là hạnh diện với xóm làng này kia. Mấy đêm nay con mừng con ngủ đâu có được. Con mừng á, con không ngủ được luôn. Thấy chưa? Bây giờ là cô đã ghi thiệp hết rồi đó. À. Cô đã làm danh sách hết rồi đó. Vậy đó hả? Cô lo trước lo xa vậy đó. Để cho con nó có cái máy ấm gia đình đi, mình an tâm. Rồi em gái, cảm nhận của em thế nào? Dạ em giờ em vẫn thấy hơi hồi hộp. Hồi hộp. Tại, dạ đúng rồi. Tim đập mạnh rồi ha. Dạ. Thôi em được rồi. Được rồi, nắm tay gì được rồi nè. Được không? Được rồi. Thôi em hùng tay đây. Dạ. Hửi hửi, không thấy hùng một chút xíu nào hết trơn. Hai mấy năm nó nhút nhát rồi đó. Rồi chúc hai em hạnh phúc ha. Dạ dạ. Em cũng cảm ơn chương trình. Cảm ơn chương trình. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho anh chị. À, cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình. Hy vọng rằng những người đang đi tìm nửa manh ghép của mình hãy mạnh dạn đăng ký với chúng tôi để chúng tôi có thể tìm cho quý vị một người rất là hợp để chúng ta có thể nắm tay nhau đi suốt cuộc đời. Mình được tình duyên sao nè Long? Mới tình tính tuần tháng hay năm anh? Em muốn tính sao tính? Thôi tính bằng năm đi. Dạ, năm thì... Nếu ít quá tính tuần, còn nếu dài quá tính năm. Tính năm thì 3, tính tuần thì 30. Chưa hiểu lắm nha. Người quen người năm. Thế chương trình này mình có thể đi chơi. Anh thích đi chơi buổi tối. Ừ, được. Chơi dạo Sài Gòn. Anh cũng thích đi dạo Sài Gòn. Thuyết phục bạn ấy như thế nào đi. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Lời đầu tiên là cho em xin chào anh Nguyễn Linh, chị Ngọc Lan, bạn nữ bên kia. Rồi, chào em. Em tên là Nguyễn Trần Long, em sinh năm 93. Và hiện tại thì em đang làm cho một công ty digital marketing. Dạ. Thấy phong cách nghệ sĩ quá ha. Dạ không, giả đầu đó. Mình làm ở đâu? Ở tại quận Gò Vấp. Mà quê mình ở đâu Long? Dạ em gốc là người Đà Nẵng. Gốc Đà Nẵng, hiện nay sinh sống thành phố Hồ Chí Minh với ai? Dạ hiện tại thì em đang ở mình. Ở trọn mình luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi, rồi mời nhà gái.
Dạ, con chào chú Nguyễn Linh, chào chị. Con tên là Phạm Thị Mỹ Khanh, con sinh năm 1999 ạ. Mỹ Khanh? Dạ. Mỹ Khanh sinh năm 99. Làm gì Mỹ Khanh? Dạ, con là nhân viên bán hàng ạ. Nhân viên bán hàng. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Long? Em sẽ là một người có thể chia sẻ được. Người chia sẻ? Cũng có thể là một người hướng dẫn được. Tính em nó hơi tập trung vào công việc, nên là nhiều khi thì sẽ hơi vô tâm một chút. Hơi vô tâm chút xíu. Tại vì em là một người kiểu bình thường không sao, nhưng mà khi mà em có công việc vô thì em sẽ bị tập trung vào nó rất là nhiều và em phải hoàn thiện nó. Nhưng mà đôi khi á, cái vô tâm ấy đó là cái điều nó nguy hiểm vô cùng tận luôn. Nếu chúng ta quen với ai đó, chúng ta vô tâm với họ thì đó là một điều cực kỳ xấu và hậu quả nó sẽ có liền luôn. Bởi phụ nữ họ rất ghét những người vô tâm. Thành ra nhớ khắc phục cái đó nha, bây giờ nó nhỏ thôi, nhưng biết đâu mình quen cái từ từ nó lớn lên. Dạ không, giờ khắc phục rồi. Khắc phục rồi đúng không? Dạ. Rồi, quá tốt. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, ưu điểm của em là tỉ mỉ, chu đáo, biết quan tâm người khác. Bên kia vô tâm, bên đây biết quan tâm, có thể bù trừ được cho nhau. Điểm yếu của em là hơi nhát với sợ. Có sợ chị không? Chị ôm gái cho hết sợ nè. Dạ không. Đừng có run nha. Rồi bây giờ mình nói về tình trường của mình đi. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ có một à. Quen bao lâu? Dạ em quen hồi năm em năm nhất. Em tìm hiểu được một tháng. Giờ thấy không hợp chia tay? Dạ tại vì bạn nam vô tâm với em. Vô tâm với em. Trời ơi, cảm giác như bên kia bị trúng tim đen. Bên đây người ta chia tay mối tình đầu là vì bạn trai vô tâm đó. Bây giờ nhà trai tính sao? Ta sửa rồi mà cứ nhắc hoài luôn bà mối này. Chào em ta đó. Bây giờ bên đây bên kia có mối tình đúng không? Có một mối một mà một tháng. Mà chị ta vô tâm, quen nhau một tháng đó. Quá là lâu luôn. Mình được tình duyên sao nè Long? Mối tình tính tuần tháng hay năm anh? Em muốn tính sao tính? Thôi tính bằng năm đi. Dạ, năm thì... Nếu ít quá tính tuần, còn nếu dài quá tính năm. Tính năm thì 3, tính tuần thì 30. Chưa hiểu lắm nha. Người quen người năm. Ý là nếu mà mối tình mà tính bằng năm á thì là em quen được một người trên một năm thì em tính là một mối tình. À. Dạ, còn mà tính tháng với tuần thì nhiều quá. Trời ơi. Tại vì anh em bay bướm lắm nè. Dạ không không, để em nói đã. Tại vì em làm nghệ thuật trên này là nó sẽ có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Bây giờ tổng kết em có khoảng bao nhiêu mối tình nè? Dạ thì 3 đi. Vậy được rồi. Mối tình nào mà sâu đậm nhất không? Dạ đó thì là cái mối tình khiến em thay đổi á. Mối tình mà khiến mình thay đổi mới là cái mối tình mà khiến mình nhớ nhất, chứ không phải là mối tình đầu. Ừ, là mối tình thứ 3 đó hả? Là mối tình đầu tiên của em, là em yêu người đó đầu tiên thật sự. Anh để nói chuyện khó hiểu quá. Rối quá. Mối tình làm mình thay đổi là mối tình đầu tiên. Không, không phải là mối tình đầu tiên, mà là cái người mà khiến mối tình mà khiến cho mình thay đổi mới là cái mối tình chính. Mà mình hỏi thì ổng kêu là cái người yêu đầu tiên. Không, à. Em nói không phải, em nói là không phải là cái người đầu tiên à. Mà là cái người khiến cho mình thay đổi á. À, vậy cái người mà khiến em thay đổi đó là dạ. Cái mối tình sâu đậm nhất đúng không? Dạ đúng rồi. Sao mình chia tay biết không? Dạ thì có lẽ tại vì em vô tâm đó. Hồi đó thật sự thì nó thì do cái công việc của em nó chiếm dụng thời gian nhiều và ít có quan tâm đến bạn nữ đó. Ừ. Thì mãi sau này khi mà em nhận được cái lỗi sai của mình, em muốn sửa đổi thì bạn đã có một người khác tốt hơn bên cạnh. Thì em cũng khá là buồn. Ừ. Và từ đó thì em cũng nhận ra cái việc quan tâm một người nó sẽ quan trọng lắm. Rồi, biết đúng nhận rồi. Ra cái sai của mình là tốt. Anh thăm nhà gái coi tình hình nhà gái sao đây. Mối tình trời một tháng. Trời ơi, sao mà nó non chẹt chút xíu vậy trời. Đường tình nó cũng gọi là trắc trở quá hả? Quen tháng luôn đó hả? Bây giờ trong mộng chàng hoàng tử của mình ra sao? Giống chú Lý Hải là được. Trong chú Lý Hải hả? Dạ. Y chang chú Hải hát hay hay là có nhiều con, bốn con? Dạ không. Hay là con phải nói cụ thể, giống chú Lý Hải có nhiều thứ giống lắm con. Dạ, có tinh thần cầu tiến. Tinh thần cầu tiến? Dạ. Ừ. Biết quan tâm, chăm sóc cho gia đình, bản thân. À, đó. Biết rồi, bây giờ người ta biết rồi đó. Người ta biết rồi đó. Chú Lý Hải là cũng nghệ sĩ, bên đó cũng nghệ sĩ lắm. Ừ. Dạ. Bên đó còn nghệ sĩ hơn Lý Hải. Đúng, anh Lý Hải bây giờ mặc đồ nhiều khi cũng không bằng nữa. Ừ. Chừng nào lấy chồng được? Khoảng bao lâu? Dạ 2 đến 3 năm nữa. 99 là 2? 23. 23 rồi, còn khoảng 26 lấy chồng được đúng không? Dạ. Cũng đẹp rồi, tuổi đó là rồi. Đẹp. Rồi, bây giờ là con đi với ai nè? Dạ con đi một mình. Một mình, được rồi. Có chị Ngọc Lan lo.
Bên đây đi với ai? Dạ em đi, hôm nay em đi với sếp của công ty em. Có sếp luôn ha. Trời ơi, sếp luôn, sếp đâu sếp rồi. Em xin chào chú Quỳnh Linh, em xin chào chị Ngọc Lan. Xin chào mọi người trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tuy là sếp chứ khi mà hết công việc này nọ kia thì cũng là giống như bạn bè. Theo em thấy thì Long là một cái người làm việc rất là nhiệt tình trong công việc thời xưa. Ngoài ra thì có nhiều cái tài năng. Còn thấy bạn nữ bên này khá là xinh với là hiền. Thì mong cho hai bạn sau cái chương trình này sẽ tiến đi được xa hơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bạn. Thôi mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. I don't need no one to say you're complicated. Cause I knew from the start this might be overrated. Một màn ra mắt ấn tượng luôn. Mình có món quà muốn tặng cho bạn. Chuyện gì vậy? Thôi mình mở ra xem thôi các bạn. Mình đang ở một mình mà mình sẽ rất là muốn có món quà này ở trong tủ đồ của mình. Wow. Con đó. Sau hai mươi mấy, gần 30 năm mới gặp mặt đó, cảm nhận về nhau thế nào? Anh rất là vui tại vì hôm nay có thể đến tham gia chương trình gặp được em. Thì anh đến chương trình thì chút đầu tiên, cái suy nghĩ của anh đầu tiên á là anh muốn xem thử anh còn cảm giác tương lai hay không. Tại vì lâu lắm rồi thì cái việc anh tìm kiếm một người sau cái chuyện tình anh làm anh thay đổi bản thân á, thì mãi đến giờ anh vẫn không kiếm được cái người con gái có thể giống như người đó. Có nhiều bạn trai FA bây giờ cẩn thận nha, có khi sau này bạn sẽ kiếm được người con trai cuộc đời mình á. Hả? Chứ không còn là gái nữa. Em FA đến độ mà kiểu bị bạn hỏi thôi mày còn thích, mày tính còn thích con gái không, mày thích con trai rồi. Ế lâu quá thay đổi giới tính á. Em gái. Thế là nãy mình thấy một cái màn ra mắt của bạn trai, cảm nhận thế nào nói đi. Em thấy vui tươi sinh động, rất là thích, rất thích rồi. Anh thấy em như thế nào? Anh sẽ thích những người con gái mà người ta có một chút mạnh mẽ. Tại vì thật sự mà nói thì con gái thời nay nó khác hồi xưa rồi. Dạ, tại lên đây em hơi nhát. Sợ. Anh hiểu. Em có suy nghĩ gì về anh không? Thì em cứ nói ra thôi. Dạ, em thích người cá tính với anh. Mình sẽ bù trừ nhau đúng không? Dạ, đúng rồi. Em nghĩ thế nào nếu với một người con trai có tính nghệ thuật và đã trải qua chuyện tình hơi nhiều nha? Nghệ thuật thì em cũng thích nghệ thuật. Còn chuyện mối tình thì mình không hợp thì tìm đối tượng khác. Anh đồng ý vấn đề đó. Anh muốn trở thành một người đàn ông con trai hiểu chuyện hơn. Là cái người kiểu cầm cái chui. Mà anh muốn xa là anh sẽ cầm cái lưỡi. Và người con gái của anh sẽ là người cầm cái chui. Người ta có thể không đa tài bằng anh, nhưng người ta giỏi một cái mảng khác. Và người ta có thể lo được cho cuộc sống. Thì anh sẵn sàng lui về đằng sau, làm một người trợ giúp cho người đó. Dạ. Bạn tính về chuyện hẹn hò đi. Em đang ở quận 7 đúng không? Dạ, em ở quận 8 mà làm ở quận 7. À, không, thật ra thì cũng như nhau tại vì anh ở Gò Vấp lận. Ở quận 7, quận 8, dạ. Gò Vấp. Với lại là tại vì công việc của em thì hiện tại giờ em đang làm hành chính, cho nên là chắc là em chỉ rảnh buổi tối thôi. Dạ. Thì cái việc hẹn hò thì trước giờ em không phải là người chủ động. Trước giờ thì đa phần là các người bạn gái của em sẽ là người chủ động mà nhắn cho em. Cô gái này rất nhút nhát, không biết gì cả. Rồi bây giờ làm sao cô ấy chủ động được? Oh no. Thì thôi em chủ động chứ sao chứ. Ok. Khó quá mình tự xử thôi. Đúng. Dạ. Rồi bây giờ em tới em chủ động nắm tay cô ấy đi. Dạ thôi anh. Mình không chủ động kiểu sổ sàng được. Em nắm tay sau chương trình được đi. Ủa cái này đâu có gì đâu sổ sàng. Nắm tay cô gái ấy để em cảm nhận được nó rõ hơn. À dạ dạ. Cái cảm xúc của mình. Dạ, vậy thì em sẽ tới nhưng mà em muốn người bạn gái nắm tay em. Chứ không phải là em nắm tay người bạn. Lý do?
Tại vì em muốn cô ấy cảm nhận em. Nếu như bạn ấy nắm tay em mà trong tim bạn ấy đập thì là bạn ấy sẽ có... Cô ấy sẽ không dám nắm tay em đâu. Em dám không? Dám. Ôi, chị sai rồi. Trời ơi, tôi hơi bị lo quá xa. Tay lạnh không? Lạnh. Tim đập, tim đập không? Tim đập không? Anh cũng có cảm thấy một chút gì đó nó rung động. Chưa lớn nhưng là sẽ có. Nói chuyện với bạn đi chứ, nói với chị chi? Chị đâu có. Tay anh hơi lạnh, cũng rung giống em. Thì tự ấm. Thôi chương trình này mình có thể đi chơi. Em thích đi chơi buổi tối. Được. Chơi dạo Sài Gòn. Anh cũng thích đi dạo Sài Gòn. Thuyết phục bạn ấy như thế nào đi? Tại vì bạn ấy rất khác em đó nha. Bạn ấy rất nhút nhát. Vâng, em cũng có cảm giác đó. Nhưng mà bạn ấy không chủ động được bất cứ điều gì hết. Nếu như em là một người con gái thiếu người bảo vệ, ok thì anh sẽ là người đó. Nhưng mà em có giỏi tính toán không? Dạ không. Em không giỏi tính toán à? Anh cũng không giỏi tính toán. Anh giỏi tính chuyện hai đứa. Rồi, hai bạn về chỗ. Dạ. Rồi, hai đứa để tay vào nút bấm đi. Hai bạn sẽ có những cái giây phút suy nghĩ thật là kỹ. Nhớ lại những cái khoảnh khắc vừa rồi. Và cái quyết định này là một cái quyết định thật sự và có trách nhiệm và nghiêm túc với cái quyết định đó, chứ không phải là bấm nút cho vui. Hai bạn phải suy nghĩ thật kỹ nhé. Chị Lan sẽ đếm đến 3. 1 2 3. Hết thời gian. Em không bấm. Lý do? Đầu tiên là em xin lỗi bạn nữ, xin lỗi anh chị. Thì bản thân em thì em muốn trở thành một người đàn ông hiểu chuyện. Thì tức là sẽ là phải là một người mà làm tốt được trách nhiệm bản thân của mình. Thì em muốn có một cái mối quan hệ tình bạn hơn. Và lúc này em vẫn muốn có mối quan hệ tình bạn với bạn nhé. Và em vẫn có thể tiến ra sau chương trình này chẳng hạn. Còn bây giờ hiện tại mà để mà em đi liền với bạn á, thì em nghĩ là giờ chưa phải lúc. Chị cũng cảm nhận được là em sẽ chưa có một cái cảm giác để mà có thể đi lâu dài với bạn này. Thật ra anh rất thương bé. Bé không hợp với lại không bạn hợp. Trai đâu. Đúng rồi. Anh định khuyên bé không bấm rồi, nhưng thấy sự nhiệt tình của bạn trai nhiều quá. Chính là những người đàn ông hay màu mè làm thể hiện cho người phụ nữ hiểu lầm người ta, rồi cuối cùng mình quay xe tội cho người ta. Làm nghệ thuật mà bạn ấy kinh nghiệm rất là nhiều, bay bổng, thăng hoa, thậm chí là cảm xúc rất là nhiều. Đôi khi có những người khác người ta hiểu lầm, mình cố gắng đừng để cho người khác hiểu lầm mình rồi tội nghiệp người ta ha. Anh chỉ nghĩ vậy thôi. Mỗi đứa sẽ có một quyết định riêng, chúng ta trân trọng điều đó. Giá như hồi nãy mình đừng có thể hiện những cái gì đúng, để cho... Giá như lúc mà chị hỏi là vậy thì nó bên đây hơn. Bên đây rất là không có giống với em, thì giá như là em rõ ràng hơn cái việc đó một chút xíu nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Hồi nãy anh đã thấy điều đó, thành ra anh ngồi luôn rồi. Người ta tổn thương mà tổn thêm một trái tim á thì nó tổn thương hơi lâu chút xíu. Đơn giản vậy thôi. Em nghĩ là không á, tại vì thật sự tuy là em không bấm nhưng mà đúng là nãy chị Lan hỏi em có chút rung động bạn không thì em vẫn nói là có mà. Đó thì em nói ngay từ lúc đầu, em nói có rung động thì cô gái mới hiểu lầm. Em muốn mọi việc nó sẽ phải đi từ từ và để cho em và bé có thời gian tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Mình không hiểu bạn mà bạn cũng không hiểu ý của mình. Một người như em ở cái xã hội bây giờ rất là hiếm có. Và chị tin là ở thời gian sắp tới em sẽ có được một cái bờ vai để em có thể nương tựa, để em có thể hỏi về cái cách yêu nó như thế nào. Họ sẽ có đủ thời gian, đủ tình yêu để họ dạy em những cái chuyện đó. Bé cần trải nghiệm nhiều hơn nữa, gọi là trau dồi thêm nhiều cái kỹ năng nữa, mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc sống ha. Đúng rồi. Nhiều bão tố phong ba lắm, hãy rèn luyện cho mình một kỹ năng mạnh mẽ chút xíu nữa nha. Rồi thôi, nói chung là đừng lo nhé. Dạ. Anh có thể ôm một cái không? Em có ngại gì đó không? Em ngại. Ha. Có thành đôi không thành đôi không quan trọng đó. Quan trọng là hai đứa mình sẽ hiểu được nhau và sẽ làm bạn với nhau được. Dạ. Rồi thôi, đây là những món quà dành tặng cho các bạn đây. Và giữ lấy món quà của người bạn mình đã gửi tặng cho mình.
trên sân khấu bạn muốn hẹn hò. Chúc cho hai bạn sẽ luôn luôn gặp thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Chúng ta còn trẻ, còn rất nhiều khát vọng, rất nhiều cái điều để hướng tới một mục đích nào đó. Và hy vọng các bạn sẽ thành công nha. Rồi, cảm ơn các bạn tham gia chương trình. Cảm ơn chương trình. Không biết nói thế nào đây, chắc mọi người cũng sẽ hiểu được cái tâm trạng của mình trong lúc này. Mình đóng vai trò là một người mai mối mười mấy năm nay rồi. Mình không muốn những cái gì nó xảy ra trên sân khấu làm tổn thương một cái tinh thần một người nào đó. Đặc biệt là con gái. Đặc biệt là những người phụ nữ, một cái tinh thần trong veo chưa có va chạm tình yêu nào cả. Nó bị quay xe 360 độ vậy. Nhưng mà cuộc sống cần phải nên có những điều đó. Chúng ta cần vấp ngã và đứng dậy đi. Biết đâu chúng ta sẽ vững vàng hơn trong cuộc sống. Bạn muốn họ luôn luôn muốn chứng kiến những cái nút bấm bằng cả trái tim của mình. Luôn luôn muốn các bạn sẽ nắm tay nhau ra về. Nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn là những câu chuyện như thế, thật là bất ngờ. Thì em quen 9 tháng, mà em quen 9 tháng xong em mới biết người ta có gia đình có con. Thì lúc em biết xong thì em kết thúc luôn. Hai mối tình còn lại cũng giống vậy luôn chị. Còn mối tình thứ tư là hiện tại là ba của con em hiện tại. Nói như vậy thì hơi nhanh đúng không? Nói chung là cứ từ từ tìm hiểu. Tại vì em đã bị nhiều lần rồi nên là em cần cái thời gian tìm hiểu nhiều hơn. Để có sự lòng tin á. Tại vì bây giờ em không còn tin nhiều nữa. Mời bạn nữ. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Nguyễn Linh, em chào quý khán giả. Em tên là Lê Thị Thùy Trang, em năm nay 34 tuổi. Em là chủ shop nước hoa Dubai. Em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Hi, mời nhà trai. Vâng, trước tiên thì xin chào chương trình và chào anh Nguyễn Linh cũng như chị Ngọc Lan. Thì mình tự xin giới thiệu là mình là Đào Văn Tốt. Thì năm nay 33 tuổi, quê mình ở Bình Định. Thì đến với chương trình thì mình cũng xin chào nhà gái và có cái món quà tặng anh Quyền Linh. Rồi, cảm ơn em, để đây luôn. Như chị Ngọc Lan. Rồi, để đây đi, chúc mình qua mình tặng chị Ngọc Lan ha. Em là làm công việc gì? Vâng, thì hiện tại cái công việc của mình là hướng dẫn viên du lịch tự do. Hiện nay em ở quận mấy? Hiện nay thì mình ở trong Bình Định. Bình Định luôn, ở tại Bình Định luôn hả? Dạ, dạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Trang? Dạ, điểm mạnh em chắc là em hiền, hòa đồng, biết lo gia đình. Còn nhưng mà điểm yếu em chắc là em hơi dễ tin người á. Với lại em thích sạch sẽ, em mà thấy dơ là em sẽ khó chịu lên. Nói chung phụ nữ nào cũng vậy, lúc nào cũng thích sạch sẽ hết á. Rồi còn nhà trai. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Thì mình xin nói cái điểm yếu của mình trước là không thích hút thuốc hoặc là uống rượu. Vậy điểm mạnh đó. Đó là cái điểm yếu vâng của em. Vâng, điểm yếu với bạn bè nhưng mà điểm mạnh với phụ nữ đó. Vâng, cái còn cái người yêu nữa. Cái điểm mạnh của mình là tự tin giao tiếp. Bởi vì cái ngành của mình là hướng dẫn viên du lịch tự do đó. Cho nên có thể là mình đi giao tiếp rất là nhiều. Cái điểm mạnh của mình nữa là biết nấu ăn, biết quan tâm phụ nữ. Rồi, và cũng như là lắng nghe phụ nữ. Vâng. Rồi, mời nhà gái. Mình bao nhiêu mối tình rồi cưng? Dạ em có 4 mối tình. 4 mối tình. Cái mối tình của em, cái mối tình nào sâu nặng nhất nè? 4 mối tình đó thì cái người đầu tiên em quen 4 năm á. Trong vòng 3 năm là người ta có con 1 tuổi. Nghĩa là người ta lưu với mình á. Xong rồi còn mối tình thứ hai thì em quen 9 tháng. Mà em quen 9 tháng xong em mới biết người ta có gia đình có con. Thì lúc em biết xong thì em kết thúc luôn. Trời ơi, hai mối tình nào em cũng bị lừa dối hết. Hai mối tình còn lại cũng giống vậy luôn chị. Còn mối tình thứ tư là hiện tại là ba của con em hiện tại. Giống như là lúc đó em mới sắp cái chuyện thứ ba xong á, em cũng không còn bình tĩnh nữa. Em nghĩ là tự nhiên cuộc đời mình nó cứ lặp tới lặp lui hoài á. Thế em thành ra em chán, em muốn quen một người rồi đó. Để em lấy chồng luôn á. Thì em mới gặp ảnh. Lúc đầu anh nói với em là anh ly dị rồi. Cuối cùng em quen thì em mới biết là anh ly dị rồi nhưng mà vẫn qua lại với vợ cũ. Hai người cũng ăn ở với nhau vậy đó. Xong cái lúc mà em biết thì em cũng kết thúc luôn. Nhưng mà lúc đó em có baby. Ôi trời ơi. Tức là mà em muốn với tình đều không ra gì. Trời ơi sao mà cuộc đời khắc nghiệt với em quá vậy. Đợi em... Nhiều khi em cũng không tin là mình bị lặp lại quá nhiều lần như vậy á. Nếu mà em cứ tự tìm thì em cứ sợ em cứ bị hoài vậy á. Nên em, là em cần nhờ chương trình. Dạ, đúng rồi. Em muốn tìm một người đàn ông nhưng mà là phải có đạo đức đàng hoàng.
lý lịch rõ ràng. Đúng rồi, không có lừa dối em nữa. Em rồi. Quá sợ. Muốn bên là kia... không có lý lịch rõ ràng, bà mối của phỏng vấn là lý lịch rõ ràng để tôi qua bên nhà gái thôi. Rồi, cô gái dễ thương ha. Dạ, chào bạn. Bên kia người ta chỉ có một cái yêu cầu rằng là đừng lừa dối, đừng giấu giếm. Trước thì mình cũng có một cái cũng đã ly hôn rồi đấy. Mình ly hôn năm 2019 thôi. Vợ thì cũng có đi lái người khác rồi, cũng có con rồi. Rồi anh có em bé chưa? Cũng có một cháu. Rồi hiện tại cháu ở với ai? Thì hiện tại thì cháu ở với mẹ luôn, bà ngoại luôn. Dạ, là mấy tuổi rồi anh? Thì cũng được 4 tuổi. Thật ra bây giờ mình ở một chuyến đò thì mình tìm một chuyến đò khác hợp với mình đi thôi. Vậy là cả hai người đều đã ràng. Đổ vỡ hôn nhân và đều có một đứa con. Ừ. Bây giờ là em muốn có một người chồng lý tưởng như thế nào? Em cần một người đàn ông của gia đình á. Của gia đình? Không có dạng như lăng nhăng, với lại sạch sẽ. Sạch sẽ nữa hả? Thôi. Em thích sạch. Hỏi bên rồi, nhà quên. Trai coi. Dạ. Bây giờ cái tiêu chí để tìm bạn gái của anh là gì? Tiêu chí của em thì cũng không có vấn đề đâu, chủ yếu là vui vẻ là được, chung thủy, hạnh phúc. Rồi, bây giờ rồi. Thì gặp người thân đi. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với em gái em. À. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan và anh trai bên này và khán giả trên trường quay. Em tên là Như, 28 tuổi. Thì theo em nhận xét anh trai bên này thì nhìn ảnh hiền, cũng dễ thương. Nhưng mà còn sự lựa chọn là do chị của em nữa. Rồi, cảm ơn em. Rồi, nhà trai đi với ai nè? Vâng, thì mình đi với bố ruột. Chào chú. Con chào chú. Chú bình định vô chú. Dạ, tôi là bố cô Đào Văn Tốt, hiện đang ở là huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Dạ. Qua cái chương trình này thì là con nó có tìm hiểu, thì nó đăng ký trong ban tổ chức, thì ban tổ chức được biết thì hôm nay tôi đến đây thì không có gì hơn, xin cầu mong cho con và hai cháu tìm được mối tình mà của nó, chúc cho hai con là gặp nhiều may mắn, được cái tâm đầu ý hợp. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú. Tiến đến xây dựng tương lai trăm năm hạnh phúc thì điều đó là hai gia đình bố mẹ nào cũng là điều thương hết. Cũng dạ. Xin chân thành cảm ơn. Chúc chú khỏe nha. Dạ. Dạ. Cảm, dạ, ơn, cảm chú. Ơn chú. Rồi thôi mở rào cho hai bên tâm sự đi. Dạ. Mở rào. Tặng em cái đặc sản của Bình Định á. Dạ em cảm ơn anh. Còn cái đây là tặng cho chị Ngọc Lan. Dạ em cảm ơn anh. À, em cũng có quà tặng anh. À, em cũng có quà chị tặng chị Lan. Trời ơi, chị cảm ơn em. Em hôm cũng nay... có quà tặng cho mình. Trời đất ơi. Thôi, cảm ơn em gái nha, cảm ơn hai bạn đã có những món quà cho chúng tôi. Rồi bây giờ mình ngồi đó mình nói chuyện đi. Hai bạn cứ thoải mái nha, có gì mình cởi mở ra hết đi. Anh gặp em rồi thì anh thấy nhờ. Thì nói chung em thì là cũng là xinh đẹp. Cảm ơn anh. Thì lúc nãy em có nói rồi đó là em đã bị 4 lần vậy rồi. Nên là hiện tại thì em cần một người là thật, với lại là phải yêu thương em, kiểu như là không có lừa dối bất cứ chuyện gì nữa hết. Không được lăng nhăng, tại vì em rất sợ điều đó rồi. Anh nghĩ em có làm được không? Cũng được, anh thì có tật là nói chung là sợ vợ lắm, lắng nghe vợ lắm. Ừ. Vợ mình thì mình sợ đâu sao đâu. Vâng. Khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được? Rồi kết hôn tương lai rồi mình dự định thì, là mình ở đâu? Thì ở nói chung là mình ở thành phố Hồ Chí Minh cũng bàn rồi, ba anh cũng bàn rồi, cho nên là hiện tại bây giờ là anh cũng nói chung là cũng rảnh. Cái mục đích của anh là đến chương trình này thì cũng cảm ơn cái chương trình để gặp em, bàn cái ngày để là mình tổ chức luôn. Nói thì nhà trai tổ chức, nhà trai nhà gái tổ chức nhà gái. Nói như vậy thì nó hơi nhanh đúng không? Nói chung là cứ từ từ tìm hiểu. Tại vì em đã bị nhiều lần rồi nên là em cần cái thời gian tìm hiểu nhiều hơn để có sự lòng tin đó. Tại vì bây giờ em không còn tin nhiều nữa. Nói chứ trong cuộc sống á, cần phải có niềm tin em. Không có niềm tin sống không được đâu. À, cái nào tin ít tin nhiều, cái nào không tin thôi. Chứ không phải là ai cũng làm cho mình mất lòng tin hết. À, thí dụ như bây giờ hai người tiến xa hơn đi. Thì mình ở đâu nè? Ở Bình Định hay là ở thành phố Hồ Chí Minh nè? Em có tính với ba chưa? Cưới vợ là ở đâu? À, ở đâu cũng được. Vợ ở đâu thì em ở đấy. Ở nhà trai cũng được, mà ở nhà gái cũng được. Cũng được đúng không? Vợ ở đây thì ở đây luôn đúng không? Càng tốt. Càng tốt luôn. Dạ. Đó. Em có đồng ý không? À, dạ, tại vì em không hề có ý định đi đâu á. Tại vì em ở trong đây với gia đình, với mẹ em á. Quen rồi, công việc em cũng trong đây, shop em cũng trong đây á. Hiện nay mở với ai?
Em ở với mẹ với lại em trai. À, vậy là nếu mà bắt rể về được không? Cũng được ạ. Cũng được đó. Thí dụ như có điều kiện như vậy, ở đây em vừa làm du lịch vừa bán nước hoa luôn đó. Cái kênh mà du lịch là sale ngon lành luôn á, giỡn hoài lượt. Một cái lượt khách đi nước ngoài hay đi đâu, thí dụ như thế, một cái đoàn mấy trăm người bán mấy trăm chai, tao nói đúng bán rồi. Mấy năm là giàu luôn á. Rồi thôi bây giờ hai bạn tiến lại gần nhau và nắm tay nhau giao lưu cảm xúc một chút xíu, để xem là cái người đó nó có thực sự là chạm đến trái tim của mình hay chưa. Vâng, thì anh xin nắm tay em. Thì lúc nãy em có nói là cái niềm tin đó, thì anh thì cái quan điểm của anh là nói chung là chung thủy bình, chung thủy hết hạnh phúc. Cảm ơn cái chương trình đó, thì giới thiệu cho em là một người là biết trang điểm đấy, về mọi mặt đấy thì anh rất là thích. Đến đây thì anh, mục đích của anh là kiếm vợ đấy, thì anh... Dạ anh đi. Ba mẹ anh chị cũng anh thì cũng hối, nếu được là bên nhà gái là báo ngay thì anh bên anh là xuống liền, tổ chức nhà liền. Gái báo cái nhà trai xuống liền. Rồi giờ nhà gái thấy sao? Thì như em đã nói rồi á, em cần thêm thời gian, em cần thêm cái niềm tin á. Nếu anh tạo được cho em niềm tin thì mình sẽ tính tới chuyện đó sau. Thôi giờ bạn Nam hát bài cho nó giải tỏa căng thẳng đi. Hát bài niềm tin chiến thắng. Niềm tin chiến thắng thì là nhìn anh là biết là niềm tin rồi. Đấy cho nên là gửi cho bạn gái với chương trình cái bài hát là Đà Lạt Hoàng Hôn. Đà Lạt Hoàng Hôn. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ. Từng đôi đi trên phố vắng, biết chăng ai giữa không gian hoàn hôn thua màn đêm. Đứng trên chiến dốc nhìn xuống đồi thông, hàng cây thắm màu đèn lên phố phường. Giờ đây hơi sương giá bua, biết ai thường bước cô liêu, một người đi trong sương rơi. Vâng, hát à, chỉ như đó thôi. Thôi, tàu dễ đi nào. Bảy nhạc Toshiba, điều khiển từ xa, giặt vũ thả ga. Và bây giờ hai bạn hãy lắng lòng mình lại. Niềm tin xuất phát từ trái tim của mình, có hay không, bấm hay không là do các bạn. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Bấm, cả hai cùng bấm. Hãy tin vào ngày mai tốt đẹp. Hãy nắm tay nhau. Phải cố gắng tạo niềm tin cho nhau. Niềm tin phải xuất phát từ trái tim nha. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc ha. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Giữ lấy nước ba, nước hoa, để về mình xịt nước hoa mỗi ngày, để mình nhớ đến người yêu ở Dubai. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Mời hai bạn. Cảm ơn hai món quà của hai em nha. Như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đồng ý hẹn hò. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ